Mến chào các bạn. Thì mình tuyển được một em phát cỏ bàng ha, phát cỏ bàng mà loại này loại dao lớn nha các bạn nha. Thì hôm nay mình phát hết cỏ rồi. Tại vì hôm bữa là cái bình xăng này nè, nó xấu quá, thành thử ra mình mang ra mình phát mà mình lại không có quay. Rồi bữa nay rồi mình tút tút sơ lại bình xăng rồi mình mới dám quay lên đó. Thì cái này thì nó sử dụng động cơ Robin EH17 nha. Dòng này là dòng máy động cơ xài cò, là nó là 6 ngựa, là không có. Nói chung là khi mà sử dụng cái máy phát cỏ này thì rất là lợi xăng và nó phát rất là nhẹ nhàng tất cả các loại cỏ, từ cỏ lớn tới cỏ bé. Thì cái này nó có hai số, số chạy tới không có số chạy ve nha, số chạy tới thôi. Thì ở đây là nó có côn nè, côn bóp nè, mình thả côn là nó chạy. Rồi ở đây nó có hai số chạy, hai số nhanh, một số nhanh một số chậm thôi. Còn ở đây á, là nó bị mất cái này thì mình chế cái bộ tăng đưa, thì mình có thể tăng đưa hạ xuống sát đất cũng được nè, hạ xuống sát sát đất luôn đó. Thì cái này bữa mình phát nhanh thì mình đẩy cao, mà bữa nay mình sẽ hạ sát xuống để mình phát cho các bạn xem thử ha. Đó thì ở trước này nó có nồi nè, nói chung cái con này rất hiện đại, có nồi và nó có bộ là chuyển hướng ngang xuống dao ha. Rồi để mình dở cái lên cho các bạn xem dao. Đây, con dao nó rất lớn các bạn nha. Đó, con dao rất lớn. Đó, dao rất lớn, và ví dụ như chúng ta xài mòn một bên thì chúng ta trở qua bên khác chúng ta xài tiếp ha. Dao của nó đây, nó có mài sẵn, xài nói chung máy này cũng chưa có xài bao nhiêu đâu. Đó. Rồi để mình khởi động lên cho các bạn xem thử. Cái này nó xài hai cái bánh này, bánh hơi nha. Hai bánh hơi luôn. Thôi. Để lâu mà vẫn rất là nhạy nổ ha. Đó. Thì khi nó nổ thì mình muốn xuống gang tay, mình muốn lên nè. Đó. Lên. Rồi để mình phát cái đám này cho các bạn xem. Nhẹ nhàng lắm. Rồi trước tiên là mình sẽ xả dao cho nó quay dao trước cái đã. Thấp quá. Thấp quá, sát đất quá. Cho nó lên cao bớt một chút đi. Sát quá cũng không tốt. Rồi. Đó, rất là nhẹ nhàng các bạn. Rồi. Rồi khi đó mình bắt đầu mình sẽ vô số nha. Ủa. Cái này là mình phải bóp côn đây cái đã. Rồi mình mới vô số. Rồi. Mình buông ra là nó chạy. Đó. Cái này nó hết cỏ rồi. Nó phát nhẹ nhàng lắm, sướng lắm. Để anh qua anh phát cái đám mà còn cao cao ngay kia. Đó, các bạn thấy không? Ga rất nhỏ. Rất là lợi xăng. Cái này cỏ lớn là phát can ti thôi. Dao mình để sát đất quá đó.
có khóa bật. Ở đây nó có cái gốc cây, cái gốc mà chỗ tưới nước nè, không dám sát vô để mình kiếm cỏ cao để mình hái cho các bạn xem nha. Nói chung con này là bao xài bao chê các bạn, bao xài luôn. Để mình sắp mưa tới rồi, để mình đi vô cái nè, để mình sửa lại cái khóa này. Cái khóa này là để nó khóa chặn cái con lại. Rồi chuẩn bị nhanh. Úi, quên chứ, khóa dao lại. Thằng đưa này lên chút. Rất VIP các bạn, cực kỳ chất lượng, bao chê ngon lắm. Mình khoát là